Thực vị trong báo cáo mới đây của tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc thì dự báo sản lượng lúa Việt Nam trong năm 2017 dự kiến đạt khoảng 43,5 triệu tấn, không đổi so với năm trước đó và là một trong năm quốc gia sản xuất lúa lớn nhất ở khu vực châu Á. Theo báo cáo của FAO, nếu điều kiện sản xuất bình thường, sản lượng lúa toàn cầu năm 2017 đạt 758,9 triệu tấn, tăng 7 triệu tấn so với năm 2016. Ở châu Á, dự báo Trung Quốc là quốc gia sản xuất lúa lớn nhất trong năm 2017, với sản lượng đạt sắp xỉ 210 triệu tấn, Ấn Độ đạt khoảng 160 triệu tấn, Indonesia trên 70 triệu tấn, Bangladesh trên 52 triệu tấn, Việt Nam khoảng 43,5 triệu tấn. Xét trên việc xuất khẩu lúa gạo, FAO dự báo sản lượng này sẽ tăng 4%, trong các nước kể trên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu lúa gạo vẫn là Ấn Độ. Ấn Độ liên tục giữ vị trí này trong 5 năm trở lại đây. Song phao cũng cho biết, triển vọng xuất khẩu gạo của Việt Nam những tháng cuối năm 2017 được dự báo là khá tốt do nhu cầu trở lại của Philippines, Malaysia cũng như nhu cầu từ Bangladesh.